Sao ấy? Pha lại là đi sáo rồi. Ôi, xin chào các bạn đã đến với video tiếp theo của mình. Hôm nay anh em mình đi ra bãi sông Hồng để test thử con diều này nhá. Đây bây giờ đang chuẩn bị ráp con diều này vào. Xong rồi anh em mình test thử con diều này hôm nay xem là có lên được hay không. Tí anh em mình sẽ trèo hẳn lên trên bãi cát đằng trên kia để thả. Đấy các bạn nhìn chưa? Lên rồi. Cờ đỏ luôn, đẹp. Con này lên lên trời nhìn trông nó nổi lắm. Giờ anh em mình lên trèo lên trên cái bãi cát trên để thả nhé. Đấy. Đi về trên này đấy, các bạn nhìn thấy các cái cỏ nó khô hết rồi. Cái bãi này để thả diều hơi đẹp luôn đấy. Có khi là phải bỏ ra đi chân đất đi chứ. Lên nghèo trèo đây hơi vất vả. Ai già rộng nhá. Các bạn nhìn chưa? Mẹ, bãi này cực kỳ cao luôn. Đón gió ở đây thì tuyệt vời, không còn gì để nói luôn rồi. Chắc cái bãi này lần sau anh em mình lại ra đây test tiếp vậy. Hỏi hiếm có ở cái bãi test diều nó rộng này lắm. Đấy các bạn nhìn ở ngoài sông Hồng ấy chưa? Đây. Lên đâu? Lên đâu, lên đâu? Đấy, em mình nó tự giật lên thôi. Không lên được rồi. Pha này là hơi khó rồi. Được chưa? Đấy, cứ để đây. Hôm nay không người. Không có hai anh em. Sao ấy? Pha lại là đi sáo rồi. Mày quá. Không được gì. Không việc gì, không việc gì. Không sao. Ừ, hôm nay không có gió rồi. Thả diều không? Thả sáo. Ừ, thả sáo ra. Cánh diều bây giờ nó bỏ thẳng hết ra rồi đấy. Không còn cái cao cong để cho nó làm gió. Phát này các bạn bảo có lên không? Đấy. Lên luôn đấy. Hôm nay anh em mình là phải tháo sáo ra rồi. Phát là lên luôn thôi, không rơi được đâu. Ôi, video này đến đây là kết thúc thôi. Nếu các bạn thấy video hay hãy cho mình xin một đăng ký và một like, chia sẻ kênh nhé. Tạm biệt các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Em ơi, chào mọi người nào. Bye.